Thưa quý vị, hôm nay Kỳ Duyên xin giới thiệu đến quý vị máy massage vai và lưng của công ty Super Relax. Và để demonstrate cho quý vị coi cái máy này dùng làm sao, Kỳ Duyên xin mời một người bạn rất thân. Xin mời anh. Thưa quý vị, đây là một người mà từ lâu Kỳ Duyên vẫn hàng muốn đấm bóp. Thành ra hôm nay Kỳ Duyên xin mời anh thử cái máy này. Đây nha, anh chưa bao giờ thử cái máy này ha. Nó rất là nhẹ quý vị, nó cũng không có nặng lắm. Nhưng mà nó rất là như là tưởng tượng quý vị đeo cái phao đó. Thì đây, quý vị chỉ để lên trên vai đây. Quý vị bấm cái nút ngay đây là bắt đầu turn on, turn off. Và nó có nhiều độ. Bây giờ em xuống đây thì quý vị thấy, anh đứng ngang quý vị thấy nè. Thứ nhất là nó đấm độ nhanh, độ nhẹ. Xong rồi cái này là đang nhanh hay nhẹ đấy? Cái này là em đang đấm độ nhẹ đây, nhưng mà nó sẽ đấm nhanh hơn. Bây giờ nó đang đấm pụp 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 pụp, giống như là trong phim trường mà quý vị thấy mấy cô mà mỗi lần đấm cho mấy vị vua đây. Rồi, đó, bây giờ là nó đấm nhanh hơn. Quý vị có thể lên xuống, và đặc biệt đó là nó, quý vị có thể di chuyển là anh này. Bây giờ anh cầm cái này, anh đau chỗ nào thì anh chỉ cầm, anh chịu, anh đau lên cổ thì anh siết đây. Mà nếu anh muốn xuống thì anh cầm, anh giơ hai tay lên, anh khoảng nó ở dưới tay vậy này, thì anh đấm xuống lưng. Đó, để anh bỏ nó down here like that. Và đó, thì là quý vị có thể bấm dưới như này. Và nếu là đặc biệt mà anh bị đau cái lưng ở dưới này đấy anh, thì quý vị tưởng tượng quý vị ngồi dựa trên cái ghế, thì anh dựa sát vào cái lưng, như là em mang giày cao nhiều thì cái Duyên ưa bị đau, gọi là lower back. Thì quý vị để sát vào bên ghế ngồi. Và nó rất là, anh thấy không, mình có thể dùng khắp nơi. Ngay cả khi mà mình ngồi trên ghế đó, thì em lại ưa để trên đùi. Thì nó, mình mang lên vậy thì nó đấm, nó massage cái đùi này của mình. Và nó rất là nhẹ, quý vị thấy tưởng tượng. Mà nhiều khi mà anh thấy là mình, thôi anh bỏ ra chứ hồi nãy giờ anh thấy đấm bóp làm sao, anh cảm thấy làm sao? Vâng thưa quý vị, đúng như vậy. Cái cảm giác thì nó quá là sung sướng, là bởi vì cái tốc độ của nó thì lúc chậm, lúc nhanh, lúc dồn dập, và tùy theo cái chỗ nào trong cái phần cơ thể của mình cần thì mình có thể di chuyển lên xuống. Và đặc biệt là tôi thấy trên vai và lưng, thì nhất là những người mà đi làm mệt hoặc là những người mà bắt đầu có tuổi như tôi thì cái này là quá cần thiết. Và quý vị biết không, nhiều khi mà mình làm ở trong văn phòng nhiều đó anh, thì tất nhiên là mình không có chỗ để mình mua nguyên một cái ghế massage. Hoặc là ngay cả em thấy có nhiều cái mà nó có như là một cái tấm nệm massage mà mình để trên ghế đó, thì nó cũng rất khó để mình mang vào văn phòng. Thì chi bằng quý vị mang cái này, nó rất là portable, nó nhỏ, nó nhẹ. Quý vị có thể để vào văn phòng, và những cái khi mà mình ngồi mà lên lén mà mình đấm lưng đó, thì ví dụ ông chủ đi qua lại không có ai la mình. Và cái này nó nhẹ, thành ra quý vị có thể mang từ phòng này tới phòng nọ. Chứ còn nếu mà ở nhà thì em có thấy là có nhiều những nhà có những nguyên cả một cái ghế massage lớn, nhưng mà mình đâu có mang đi theo được. Đúng rồi. Vâng thưa quý vị, trước đây thì Super Relax đã giới thiệu tới quý vị cái máy massage đầu, massage mắt. Bây giờ xuống chút nữa là massage vai cũng như là toàn thân. Và quả nhiên nếu quý vị dùng thử, quý vị sẽ có cùng một cảm giác với chúng tôi, là cơ thể rất thoải mái, thư giãn, máu lưu thông, và làm cho chúng ta bớt nhức đầu, bớt căng thẳng. Chúng ta sẽ thấy một ngày tươi đẹp hơn.